Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án nhận 20 token GBC nhé. Để tham gia vào dự án này mọi người hãy bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo mọi người bấm vào Join Airdrop. Và bây giờ chúng ta làm các nhiệm vụ Join Telegram này. Các bạn làm hết các nhiệm vụ Join Telegram này nhé. Tiếp theo là đăng ký kênh YouTube. Rồi quay trở lại. Follow Reddit. Rồi các bạn bấm vào follow rồi. Quay trở lại. Tiếp theo hãy bấm vào submit. Rồi các bạn nhập username của Telegram. Chọn Done. Follow Twitter, like và retweet và tag 3 người bạn. Mọi người chọn theo dõi nhé. Like này. Trích dẫn này. Tag 3 người bạn. Rồi ok, tweet lại. Rồi quay trở lại. Các bạn nhập username của Twitter nhé. Rồi chọn Done. Tiếp theo nhập username của Reddit. Đây, username của Reddit thì các bạn bấm vào dấu ba gạch này. Đó. Đây, username chính là cái dòng Academy Medium này. Thì mọi người sao chép cái này vào nhé. Tiếp theo các bạn nhập cái đường link trên cái kênh YouTube của các bạn nhé. Đấy, bây giờ các bạn vào YouTube này, sau đó bấm vào góc phải trên cùng này, chọn vào kênh của bạn này, rồi bấm vào dấu ba gạch ba chấm ở trên cùng này, chọn chia sẻ này, chọn sao chép đường link này, quay trở lại, dán vào đây. Ok, bây giờ các bạn nhập ví nhé, địa chỉ ví BSC ở trên Trust Wallet hoặc MetaMask. Ok, bây giờ theo dõi ở kênh Telegram Channel này. Đã theo dõi này, các bạn nhập username của Telegram nhé. Bấm Yes. Static. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án nhận 20 token GBC. Và mọi người có thể sao chép cái đường link này để chia sẻ cho anh em bạn bè người thân để kiếm thêm những cái đồng token. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.